đây. Ăn chân à? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ngon không con? Con mẹ bỏ đói con để cho con nó phải gặm chân đây. Ui ngon quá nhỉ. Ừ ngon nhỉ. Ngon lắm à? Trời ơi. Sao cho đi múa dẻo? Ôi trời ơi. Múa chân giò ngon lắm à con? Hả? Hả? Múa chân giò ngon lắm à? Ui trời ơi. Cháu ngủ quá. Ôi trời ơi. Còn cười nữa, lè lưỡi ra nữa. Ừ ngon lắm à. Ngon lắm à, cho anh Dũng muốn mới nhá. Trời ơi. Chân giò ngon nhỉ con nhỉ. Xoay tay chán rồi bây giờ xoay chân à. Được. Ừ. Bây giờ xoay hẳn hai chân nhá. Xoay hẳn hai chân nhá. Mẹ. Đó, xoay cả hai chân nhá. Ừ trời ơi. Giỏi chưa? Ôi giời ơi, cho hai con cái mồm quá được. Cho cả bàn lên vào mồm nữa. Bật trời ra. Ơi bẩn lắm con ơi. Thôi mẹ bỏ chân ra đi. Bẩn lắm con ạ. Không làm thế xấu lắm đấy nhá. Không phải đói khát gì đâu.